Công ty Minh Motor xin chào quý khách. Sau đây sẽ là motor giảm tốc trục ra vuông góc, công suất là 0.45 kW. Sau đây sẽ là tem của motor nha. Áp sử dụng là 3 pha 380V, tốc độ là 1330 vòng trên phút. Nó sẽ bao gồm cái nước carbon IP55. Motor sẽ là motor gang toàn phần. Đây là cái motor gang. Nó với hộp giảm tốc là MRV size 40. Thì đây sẽ là phần trục ra cốt dương. Đường kính trục ra dương 58mm nha. Chốt cavet sẽ là 6mm. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng trục âm nha. Đường kính trục ra âm 58mm. Chốt cavet cũng là 6mm nha. Và cái số truyền thì có sẵn từ 1/5 đến 1/100 nha. Thì nếu quý khách muốn lắp phanh cho motor thì chúng ta cũng có thể lắp phanh cho động cơ nha. Đây, ta sẽ lắp cái phanh vào phía sau đuôi motor như này. Thì khi mà lắp xong thì cái chiều dài của motor nó sẽ dài hơn một chút xíu nha, vì có cái thêm cái phanh nữa nên nó sẽ dài hơn. Sau đây sẽ là hình ảnh hot sale.